bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của Nhật ký ban công. Minh Tú cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay được ngồi đây cùng với tất cả các vị khách mời trong podcast mùa mới này để chia sẻ những cái câu chuyện cũng như những góc nhìn của mình và khách mời cực kỳ đặc biệt đối với Minh Tú bởi vì từ ngày đầu tiên Minh Tú gặp cái vị khách mời này cũng nói về tình yêu, cho nên cái người sẽ phù hợp nhất để cùng Minh Tú chia sẻ những cái góc nhìn uh, đặc biệt, uh, những cái góc nhìn khác nhau uh, nói về tình yêu đó chính là Yule. Cảm ơn Minh Tú đã uh, cho Yule cơ hội để ngồi đây mà uh, chia sẻ những cái góc nhìn của mình về những chuyện uh, cũ đã qua và cũng có thể được lắng nghe những câu chuyện uh, về tú bởi vì là dù biết nhau nhiều nhưng mà thực ra chưa có bao giờ có một cái dịp mà ngồi mà nói chuyện một cách thực sự cả toàn hơi <laughs> cứ giỡn giỡn sờ lơ với nhau không à cho nên ngày hôm nay kêu cũng sẽ à uh, uh, ta, ta mở lòng mình Các... hy vọng là tú cũng sẽ mở lòng mình với kiêu <laughs> em là luôn mở lòng với kiêu rồi đó ủa ok ok lòng em luôn rộng mở khi kêu tới <laughs> em cũng biết là uh, gil rất là quý em cho nên là mới nhận uh, tham gia cùng với em trong chủ đề này một cái chủ đề nó cũng khá là uh, bước qua cái uh, cái phạm trù cái nguyên tắc của gil ừ. nhưng mà thôi mình hãy nghĩ nó đơn giản nhất là mình ngồi đây để mình chia sẻ cái góc nhìn của mình và chắc chắn là nhiều người khi mà người ta lắng nghe được những cái trải nghiệm của mình người ta cũng sẽ đâu đó người ta sẽ có những cái um, kinh nghiệm trong cuộc sống của người ta ok bây giờ là nói chung là hai tụi mình cũng đã bước qua tuổi 30 rồi ouch yeah <laughs> mình có lòng cái tiếng lòng mình vỡ toang được ok cảm ơn không thì cái, cái góc nhìn của gil uh, khi mà 30 á thì gil đối với gil tình yêu nó như thế nào ơ uh, thật ra đối với gil khi mình nhìn nhận thì mình sẽ không cảm nhận tình yêu hoặc là những cái um, mối quan hệ tình cảm theo độ tuổi đó mà nó nó không thể theo độ tuổi năm sinh của mình được mà nó phải theo độ tuổi trưởng thành của một con người thì có những người dù có trước 30 hay sau 30 thì họ chưa đến một cái điểm hoặc là họ chưa có một cái ngưỡng để có thể cảm nhận được cái sự trưởng thành trong mình á, thì thì tình cảm tình yêu nó cũng uh, sẽ không có sự thay đổi về mặt định nghĩa lắm còn cá nhân yêu thì uh, bản thân yêu sau 30 thì cái cách nhìn nhận và cái cảm nhận về cảm xúc về tình yêu của Gil đã khác rất rất là nhiều so với lúc trước vậy tính ra câu đó cũng giống như một lời khẳng định là mình đã yêu nhiều không khẳng định là mình đã trưởng thành <laughs> hy vọng là mình đã trưởng thành à, còn yêu nhiều hay không thì 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 mình không tính theo số lượng mà mình tính theo mật độ cảm xúc À, khi mà mình ok mình đến mình 30 mình sống trên cuộc đời này 30 năm rồi tất nhiên là mình đã trải qua nhiều cuộc tình không thể nào mà một hai được giống như em là nhiều khi em không còn nhớ để đếm được <laughs> vậy luôn á hả nhưng mà mình những cái đó, đó là gọi là những trải nghiệm cảm xúc hay là những cuộc tình sâu đậm em nghĩ là trải nghiệm cảm xúc vì trong đó cũng sẽ có một hai cuộc tình gọi là sâu đậm à, thì đối với Gil nha khi mà mình trải nghiệm qua nhiều cảm xúc như vậy thì cái tình khi mà mình đến với người tiếp theo á cái cảm xúc của mình nó có bị chai lì không à, với gil thì không có cái chuyện mà yêu hơn hay là so sánh tình cảm với chuyện cũ và chuyện mới được bởi vì cái giai đoạn mà mình bước tiếp và mình đồng ý mở lòng với một cái mối quan hệ tiếp theo sau cái mối quan hệ cũ là mình cũng đã là một con người khác rồi chứ mình không thể nào đòi hỏi mình đi đi tìm một cái tình yêu như mình mong muốn từ đầu tới cuối được từ lúc mà mình còn trẻ con mình chưa có thấu hiểu gì về cảm xúc chưa thấu hiểu về những cái chuyện nhân sinh quan chẳng hạn thì nếu mà mình cứ cố chấp mình cứ chấp niệm mà mình đi tìm một cái tình yêu như thế thì nó sẽ vừa khổ người ta và vừa khổ cho mình nữa cho nên là với bởi yếu nó khi mà mình đã được trải nghiệm và mình đã được trưởng thành thì cái tư duy và tình cảm và cái cái cách mà mình đặt ý nghĩa cho những cái tình yêu về sau này nó sẽ khác đây đúng là tuyên ngôn của một người trưởng thành trong tình yêu ha em thì khác nha em thì em có vẻ là em rất là khó mở lòng cho những người đến sau không phải là mình nhớ cái tình yêu đầu của mình hay là nhớ những cái cuộc tình đậm sau mà cái cảm xúc của mình đó, sau khi mà quá nhiều lần đổ vỡ và mình bị tổn thương á cho nên cái người tiếp theo đến với em á em bị dè chừng Em bị suy nghĩ nhiều, em bị tính toán nhiều và em rất là khó để mở cái lòng mình để đón nhận cái người đó vào. Tại vì mình sẽ bị suy nghĩ là rồi nó cũng sẽ như vậy. Thì đây cũng là một cái suy nghĩ của sự trưởng thành đấy, một sự trải nghiệm đấy. Trưởng thành ở đây không có phải là cứ trưởng thành là sẽ làm tốt tất cả mọi thứ hay là trưởng thành sẽ mình sẽ tích cực mọi thứ mà khi trưởng thành có nghĩa là chúng ta đã từng đau, từng vấp ngã, chúng ta đã từng cảm nhận được. Có những người trưởng thành theo cách như em e yeah, dè, lo sợ. Có những người trưởng thành theo cách hiểu và không phải là Gil dễ dàng đón nhận một tình cảm mới. Gil cũng sẽ có sự dè chừng. Nhưng mà khi mà mình đã đồng ý và chấp nhận rồi á, thì cái sự dè chừng đó mình phải gạt qua một bên. Mình sẽ không suy tính trước rồi chuyện nó sẽ cũng lại như vậy hay như thế nào. Thì mình mình sẽ sống trong cái khoảng thời gian đó một cách trọn vẹn nhất. Để nó cũng như vậy là vừa vừa dễ thở cho mình mà vừa dễ thở cho người mới nữa. Còn, còn em bây giờ cứ nghĩ có vẻ là em đang giác hẳn luôn đang đóng cửa hẳn là không muốn đón nhận thêm nữa đúng không đâu có em mở cửa hoài à <laughs> mở cửa nhưng mà về chừng à không mở cửa nhưng mà để đó, để hai con chó đằng trước cửa à. cho nên là có lúc thì có người đủ can đảm thì bước vô không đủ thì tới đó thì ta sẽ đứng hoài thì ta không dám vào nên nó cũng gọi là một cái thử thách cho cái người nếu mà họ muốn bước qua cái cửa đó À, mình nhắc một chút xíu nha à, Mình đã có rất là nhiều lần đổ vỡ Thì tất nhiên có một cái Một cái danh sân cho những người đó Gọi là NYC NYC Người yêu cũ à Thì để Bước qua được cái Cái chuyện đó Thì thường Gil sẽ chọn Là quên người yêu cũ Hay là quên những ký ức cũ Gil không có chọn được Cái nào trong một trong hai cái đó Thứ nhất là mình là con người mà, chuyện gì nó đã xảy ra với mình thì mình không thể nào nói quên là quên được. Theo kiểu rút thể nhớ được. Ừ. Thì cá nhân yêu thì mình sẽ không quên, bởi vì uh, theo sinh lý học là đại não mình không thể quên được. Nhưng mà Gil sẽ đặt tên cho nó là giống như một những những cái kỷ niệm đẹp của mình trong quá khứ để mà không có lý do gì mình phải quên cả. Bởi vì nhờ nhờ những những cái điều đó xảy ra nhờ mình gặp gỡ những con người đấy mà mà mình có một Uh, mà cuộc sống mình phong phú hơn và mình trưởng thành hơn và hiện tại mình mình cũng chững chạc hơn. Nhưng mà đối với Gil thì uh, trong cái uh, hành trình tình yêu của Gil á có những cái mối tình nào mà Gil đậm sâu? Có chứ. <laughs> có nghĩa là nó khắc cốt ghi tâm. Có nghĩa là kiểu như nó đã trải qua rồi nhưng mỗi lần mình nghĩ đến nó vẫn có một cái gì đó một cái cảm xúc nó rất là đau đớn. Yêu không? không à <laughs> tại may mắn là gil đọc được uh, một vài cuốn sách và sau khi đọc trong những cuốn sách đó, nó cho gil cảm giác mình thay đổi về cái góc nhìn và thay đổi về cái việc mình cho phép bản thân mình được gợi lên cảm xúc gì nó rất là quan trọng uh, giống như người ta hay bảo là con người nghiện khổ á nghiện nỗi khổ và nghiện nỗi buồn bởi vì nếu mà nói thẳng theo đúng khoa học á thì khi mà em vui não em tiết ra dopamine. Đúng không? Em vui, em tập thể dục còn khi mà em buồn, em giận dữ, em sân hận, em khó chịu, em căm ghét một điều gì đấy thì não mình sẽ tiết ra adrenaline. Và adrenaline là Andre... uh, <cười> <cười> anh... <cười> cái cảm với tôi rồi. <laughs> adrenaline. Thì đó là cái chất gây nghiện. Khi mà chúng ta không biết kiểm soát bản thân mình á thì chúng ta rất hay dễ cho bản thân mình trở nên sân hận, trở nên dễ giận dữ, trở nên nóng giận và bởi vì sau mỗi lần như vậy chúng ta cảm thấy người mình nó được bùng năng lượng ra. Ừ. Và đôi lúc mọi thứ buồn chán quá thì mình lại nhớ cái cảm xúc đấy. Mà chính bản thân mình cũng không biết. Cho nên là Gil sẽ rất hạn chế tập. Mình phải tập cho não mình không được cuốn theo những suy nghĩ overthinking theo kiểu tự ti về bản thân nè. Hoặc là tương lai sẽ ra sao. Ôi mình buồn quá, mình chuyện cũ làm cho mình đau đấu. Mình thật là... Ý là mình không cho phép bản thân mình được gợi cái cảm giác đó lên á. Bởi vì đó là theo kiểu... Uh, hơi mất thời gian và hơi mệt mình chút xíu. Em có một vài mối tình, gọi là tình yêu đậm sâu á. Có nghĩa là mình thật sự yêu người đó. Nhưng mà nó có một cái mối tình mà tại sao mà em cứ phải suy nghĩ hoài. Nó suy nghĩ, nó không phải là kiểu mình ghét người ta, hay mình tiếc nuối hay mình dây dứt. Nhưng mà em rất là bị, em là một người sẽ bị kiểu nhớ nhớ những cái kỷ niệm mà những cái ký ức mà người ta đã ở bên mình lúc mà mình cơ hàng những cái thời khắc mà mình cơ hàng nhất có nghĩa là những lúc mà mình uh, không có gì trong tay mà mình gặp những cái thử thách trong cuộc đời lúc đó mình một mình mà cái người đó luôn luôn ở đó sẵn sàng chia sẻ với mình giúp đỡ mình cho nên em sẽ luôn luôn sẽ bị nghĩ về người đó đôi lúc em cũng không hiểu tại sao có nghĩa là nó không còn yêu đâu tại vì nó đã trải qua một cái thời gian quá lâu rồi nhiều khi em không có còn yêu họ như kiểu là bạn trai bạn gái hoặc là tiếc nuối về cái mối tình đó nhưng mà hỏi em có thương họ không em có thương họ tại vì những cái lúc mà em cần những cái bàn tay để mà em vịnh vào thì chỉ có một cái bàn tay đó ở đó thôi và tới bây giờ hai người vẫn còn là bạn hay có liên liên lạc không Ờ... À có những mối tình đó mình cũng muốn cố xây dựng lại mình muốn quay lại và mình cũng thử quay lại nhưng mà nó khác rồi tại vì cái cái góc nhìn của mọi người cái cảm xúc của mọi người về tình yêu nó cũng khác cái định nghĩa tình yêu của mọi người cũng khác cho nên có thể nó chỉ đẹp cái thời đó thôi hồi nãy em hỏi yêu câu đó là bởi vì em không hiểu là tại sao đối với một vài người em sẽ luôn luôn nhớ về những cái ký ức đó rất là nhiều cho nên là đối với em á người yêu cũ á, em không em hay quên người yêu cũ nhưng mà những ký ức của những mối tình những những điều mà những người đó làm cho em á, em không quên được em sẽ luôn cất nó ở một cái nơi nào đó và lâu lâu á, thì em sẽ hay lấy nó ra và em hay là vô tình nó đến trong cuộc sống của mình á, thì em sẽ luôn nhớ về cái điều mà người ta đã làm cho mình ừ. những cái ký ức đẹp thôi còn những cái mà điều... em nhớ em có buồn không à, không thì những ký ức mà buồn những ký ức mà nó không đẹp á thì em hay bỏ lắm tại vì ừ. em sẽ bỏ nó đi em xóa nó đi hợp lý để không mà mình nhớ thì mình sẽ sinh ra cái lòng hận người ta hay sân si ấy. nhưng mà những ký ức đẹp thì em hay giữ nên là nhiều người cũng hay hỏi em là tại sao mà em luôn nhắc về người đó à, em hay luôn làm cho người đó một cái việc gì đó mà khi người đó nhờ có phải là em còn yêu người đó quá nhiều không Em không biết chia sẻ làm sao cho họ hiểu cho những người hỏi em á là em không có còn yêu họ nhưng mà em luôn có một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho họ. Nên là khi mà họ cần em thì em luôn luôn đặt họ ở vị trí ưu tiên để em có thể ví dụ như là chia sẻ với họ, giúp đỡ họ hoặc là đồng hành cùng họ trong cái khoảnh khắc mà họ đang cần em. Vậy hay mà. Ừ? Thì có những mối quan hệ nó nó cũng đẹp nhưng mà khi kết thúc lại sẽ không còn không đồng hành ở cái bây giờ được nữa dù dù không có chuyện gì xảy ra nhưng mà đôi lúc mình sẽ không còn giữ thể giữ liên lạc hoặc là không thể đồng hành được nữa còn nếu mà bây giờ mà em vẫn còn có thể uh, gọi là có sự connect được như vậy kêu thấy nó cũng là một điều rất là rất là hay để mà mình trân trọng được cái những cái người tại có những người họ đến với mình giống như là giống như sứ mệnh á ừ. sứ mệnh ngay lúc đó mình là họ bên cạnh mình và và bên và, và chăm sóc cho mình nhưng mà mình lại hay dễ đặt tên đó là gọi là có thể lúc đó cũng là tình yêu nhưng mà về sau này sứ mệnh của hai người vẫn còn bên cạnh nhau mà mình đã đổi tên cái mối quan hệ đó thì nó vẫn là một một trong những người uh, được tri kỷ những người bạn bên cạnh mình em thấy kêu là một người có rất là nhiều thứ điểm mạnh ưu điểm thì những người như nhưng yêu thường thường người ta sẽ nghĩ là sẽ không bao giờ thất tình, có nghĩa là thường sẽ là chia tay bởi vì không hợp. Nhưng mà yêu có bao giờ kết thúc một mối tình bởi vì bị tổn thương không? Yêu nghĩ thì khi mà một, một mối một mối quan hệ sâu đậm và lâu dài kết thúc thì yêu nghĩ cả hai đều tổn thương một mặt nào đấy bởi vì chúng ta mất đi một cái phần cảm xúc và một cái một cái vừa là thói quen vừa là một người bạn vừa là một người đồng hành hoặc là người chia sẻ cảm xúc hoặc là đã là một cái gì đó trong một phần trong cuộc sống của mình mất đi yêu nghĩ ai cũng tổn thương nhưng mà như như nói đó cái giai đoạn đó cái độ tuổi đó của mình mình cảm nhận về vấn đề tổn thương là như thế nào á nó nó là những cái những cái câu chuyện bên ngoài hay là cảm xúc bên trong thì cũng sẽ là tùy người, tùy người cảm cảm nhận thôi, còn bản thân yêu thì yêu có và yêu nghĩ trong một mối quan hệ cả hai người khi mà cắt đứt thì cả ai, ai cũng tổn thương. Ý của em á, thường thường kết thúc một mối tình á, thì mình mọi người nghĩ vào mình á, mọi người nghĩ vào giới nghệ sĩ như mình á sẽ là do cả hai không hợp hoặc là do mình bỏ rơi người ta. Em hỏi thẳng nha, yêu có bao giờ bị bỏ rơi chưa? thứ <laughs> lại một tiếng lòng vang lên như trong cái hành trình tình yêu của em đi mọi người sẽ luôn nghĩ là em xinh đẹp nè em duyên nè em có rất là nhiều thứ thì em chắc chắn là em sẽ không bao giờ bị bỏ rơi hoặc là không có chuyện người thứ ba xuất hiện ừ. nhưng mà cái đó là mọi người đối với em nha mọi người nghĩ sai em cũng từng trải qua những cái mối tình mà mình là người bị bỏ rơi nhưng mà cái người mà bị bỏ rơi á ngoài cái sự tổn thương á mình sẽ có một cái, cái lòng tổn ừ, thân dạ yeah. có nghĩa là mình sẽ bị đau đau rất rất là nhiều mà mình còn cảm thấy bị tuổi thân mình cảm nói hơi gần hơn là bị quê á bị quê và đặt rất là nhiều những cái câu hỏi cho bản thân của mình là tại sao mình xinh đẹp mình cũng cố gắng mình cũng yêu họ mình này nọ nhưng mà tại sao quan trọng là tại tại sao mình không bằng cô ấy? Mình có điểm gì không bằng cô ấy? Hay tại sao mình đã rất là đối xử tốt với họ, tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Kiểu vậy. Đó là lý do mà tại sao em muốn nói. Thì trong những cái mối tình của em cũng từng có một mối tình là người thứ ba xuất hiện. Thì lúc mà kết thúc cái em ước, em, em em hơi tiếc nha là lúc đó mình có những cái cư xử nó bị trẻ con tại lúc đó em còn nhỏ quá cho nên là mình sẽ có những cái cơn thịnh nộ uh, những cái lời mà mình trách nhau nó nặng nề nếu em ước gì là nếu nó xảy ra với em bây giờ thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng và em cũng vượt qua điều đó nó nhẹ nhàng hơn uh, em nhớ cái khoảng thời gian đó khi mà cái người thứ ba xuất hiện trong mối tình của em đó, em không trách hai người kia mà em lại dành thời gian trách bản thân của em rất rất là nhiều ừ. em luôn thấy những cái khuyết điểm của mình và khi nó kết thúc đó, nó khi mới kết thúc thì tất nhiên là khóc đúng không khóc rất là nhiều rồi đối khi mà đối mặt với nhau đó, thì mình dùng những cái lời rất là nặng nề với nhau có những cái hành động thậm chí là đập đồ hoặc là những cái cơn thịnh nộ của mình 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 trút nó ra ngoài nhưng sau đó khi nó kết thúc rồi đó, thì mình bị một cái thời gian gọi là tổn thương về cái tinh thần của mình cực kỳ nặng luôn thương quá ạ kiểu như mình sẽ không nghĩ là mình mình không nghĩ là tại sao mình tại sao mình bị đối xử như vậy và lúc đó mình nhìn cái người đó mình rất là ghét họ thì đã có một người anh hỏi kêu là thế giờ bây giờ suy nghĩ nhé à, em đang đi xe máy ngoài đường và em đi ngang một cái công viên em dừng lại em hóng gió và em chợt nhìn quan sát được một câu chuyện em thấy một cô bé một cô bé nhỏ rất là xinh nhìn rất là giống em đang đứng nhưng mà rất là hoang mang sợ sệt và đang khóc vì bé ấy đi lạc và khóc rất là nhiều rất là lo lắng không biết người thân mình ở đâu nhà mình ở đâu thì có một người cũng là một đứa bé cũng chạc chạc tuổi thôi ý là cũng là một đứa bé lại nắm tay em đứa bé nhỏ đó là nó là Uh, bạn bị lạc hả để mình 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 đi cùng bạn nha mình tìm uh, mình tìm mình mình giúp bạn nha thì cái đứa bé lớn hơn nó nắm tay và dắt mình đi uh, đi một vòng khi mà chúng ta có bạn đồng hành thì đứa bé nhỏ đỡ sợ hơn không khóc lóc nữa rồi hai hai đứa bé tận hưởng cái thời gian vui chơi bên cạnh nhau rất là vui uh, rất là chia sẻ rất là đồng cảm và bé bé này nó ờ uh, thôi may quá bây giờ dù chưa tìm được nhà nhưng mà có người bạn đồng hành như vậy cũng đỡ nhưng mà đến một lúc thật là lâu trời sập tối thì cái đứa bé lớn hơn lại bắt đầu hoang mang nó bắt đầu hoang mang và nó cũng bắt đầu lo sợ và và buông tay đứa bé nhỏ ra nói là à, mình xin lỗi thật ra mình cũng bị lạc nhưng mà hình như mình nghĩ là nhà của chúng ta không giống nhau cho nên là mình phải đi tìm nhà mình đây Ừ, Mẹ xin lỗi mình không giúp bạn được nữa thì đứa bé nhỏ này khóc rất là lớn ý là cái lần thứ hai bị bỏ rơi này á đứa bé này còn khóc lớn hơn nữa và còn hoang mang hơn nữa rất là nhiều thì khi em là người lớn em nhìn vào và em thấy được như vậy á em sẽ tiếp cận cái đứa bé nhỏ đó em sẽ giải thích và em nói gì với đứa bé nhỏ đó trong khi bé kia ấy kia bỏ em bọn kia rõ ràng mà kia nói giúp em nhưng bạn ấy không giúp em bạn ấy biết em đi lạc nhưng mà bạn ấy đã đưa em đi một hành trình mà bây giờ bạn ấy lại lại bỏ em đi thì em em lại em sẽ dỗ dành đứa bé đó như thế nào thì tất nhiên là khi mà người ngoài thì mình sẽ nhìn được tổng thể một câu chuyện mình sẽ phân tích cho đứa bé đó hiểu được rằng là uh, em chắc chắn là ai cũng sẽ phân tích nó giống như vậy hoặc là an ủi cái đứa bé nhỏ như vậy là ai cũng phải cần tìm cái con đường về của mình tại vì bé kia cũng phải tìm về nhà của bé và thật ra thì mỗi người lại một cái đường đi về nhà nó khác nhau mình không thể nào ích kỷ để mà bắt người ta phải ở bên mình hoặc là đi cùng mình cũng tới một lúc mình phải đi tìm về nhà của mình nhưng mà thường á mình ở trong mình là đứa bé đó thì mình sẽ không nghĩ được như vậy mình không mình sẽ không hiểu được đâu cho nên là vấn đề ở đây là mình đang không ép đứa bé nhỏ kia phải hiểu mà vấn đề quan trọng là đứa bé lớn của em bây giờ nè phải bên cạnh cái đứa bé nhỏ đó em mới là người yêu thương em mới là người dắt và đi về cùng nhau bởi vì giống như đứa bé nhỏ kia là đứa bé đứa bé bên trong em á à, là bản thân em á bởi vì mình quan sát khi mà mình lớn lên mình cảm nhận được hết những tất cả những chuyện mình đã qua mình có thể phân tích được cả về mặt tiêu cực về mặt tích cực mình cảm nhận được hết nhưng đôi lúc mình hay để bản thân mình trôi và thiên về cái phía mà mình 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 tiếc nuối nhiều á hoặc là mình mình đau đớn bản thân nhiều và mình tự nhiên mình lại bị tự ti và mình làm cho đứa đứa nhỏ trong mình nó tổn thương hoặc là nó nó không được quan tâm nhưng mà nếu mà em quan tâm thực sự và em mình nói là cái đứa lớn bây giờ này hướng dẫn và dạy lại cho bé nhỏ bên trong á thì mọi thứ nó sẽ như thế thấy như nghĩ sẽ bình an hơn một chút. đó gọi là sự bình an thôi, bình an trong bản thân mình để cho mình sau này nếu trộm vía lỡ đâu lại đổ vỡ thì mình sẽ ờ à, chắc bạn kia cũng đi lạc và chắc là cũng khác khác nhà mình rồi thôi mình lại tiếp tục trên hành trình con đường của mình thôi thì mình sẽ đỡ phải mất một cái khoảng thời gian dài mà như em nói là mình rất là tự ti mình rất là sân hận chẳng hạn thì các lần thứ sau những lần đổ vỡ Gil ghiu có được bài học đó và Gil sẽ không mất cái khoảng thời gian để mà uh, tự trách lòng tự trách người tự trách câu chuyện cũ nữa những cái chuyện mà em kể thì nó là xảy ra ở trong hơi còn trẻ những khi mà mình còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng mà tình yêu mà em em vẫn tin nha em vẫn tin một điều rằng là ch chúng ta của tương lai dù chúng ta trưởng thành bây giờ chúng ta ngồi nói <laughs> nói thì hay chúng ta lắm chuẩn bị tâm lý của chúng ta rất là hay <laughs> nhưng em bảo đảm rằng em không biết với mọi người sao nhưng đối với em tình yêu là mù loà trái tim là mù loà khi yêu rồi á mình bị cuốn theo nó phải không thiệt nè ví dụ như nha ví dụ như á, là hồi nhỏ khi mình mình yêu đi mỗi lần mình giận á mình sẽ cãi nhau mình blog facebook nhau nhắn tin mình không trả lời cái sau khi mình trải qua mình nghĩ là ờ này sai rồi sau này mình lớn lên mình yêu kiểu khác thì đúng là nó cũng có cải thiện đó nó cũng có cải thiện nó cũng trưởng thành hơn nhưng em thừa nhận bản thân của em nha khi mà em yêu một người á em ghen ừ nhưng mỗi lần xảy ra cũng có giận hờn cũng có những cái hành động như vậy nhưng mà nó nhẹ hơn thôi nó không phải kiểu đùng đùng ừ. nên là nếu như mà một người nào mà yêu em mà em rất là bình ổn em nhẹ nhàng thì là mọi cái người đó nên lo lắng có nghĩa là em không yêu họ nhiều ừ. là em đó và em tin chắc ngoài kia cũng sẽ có những người như em có nghĩa là mình đọc sách nhiều mình nghe nhiều mình hiểu là ok vậy 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 đó nhưng mà khi nó xảy ra đến mình á cảm xúc mà mình sẽ mình có thể hít thở bình tĩnh nhưng mà có những chuyện á mình cũng cố gắng bình tĩnh rồi nhưng nó không bình tĩnh được cũng ghen đó rồi cũng anh nhắn tin không trả lời nhưng mà đã... sẽ không có những lời tổn thương nữa đúng, đúng rồi. không nó sẽ hạn mình, chế những lời mình... tổn thương. trong tình cảm nếu mà mình bình ổn như như hai như hai người bạn thiền với nhau thì thì nó lại 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 là một cái câu chuyện khác tình cảm tình yêu mình luôn tìm cảm xúc và những cái cảm xúc thăng hoa ừ thì chỉ là mình sẽ thăng hoa đúng cách hơn và sẽ không có những cái đợt cuồng nộ làm tổn thương người khác bằng lời nói em nghĩ nếu mà có một cái ví dụ về uh, biểu đồ tình yêu của em khi mà em yêu một người nha thì là cái biểu đồ của mối quan hệ nó phải biểu đồ như nhịp tim mà. nó phải lên xuống lên xuống lên xuống vậy nè em thích như vậy chứ em không thích yêu bình bình thường ai thích yêu bình thường chứ em không thích <laughs> bình thường là sao <laughs> bình thường là kiểu không có cãi nhau không có trách nhau không có ghê có nhiều người yêu vậy đó ghê có nghĩa là họ yêu mà giống như là thì đối với họ là họ thích như vậy nhưng mà đối với em em thích một người yêu là ok mình sẽ bình 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 an khi ở bên họ nhưng mà trong cái mối quan hệ với nhau em vẫn thích là nhiều khi phải có tranh luận với nhau các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh à, mỗi lần mà vừa mới kết thúc một mối tình đó thì Gil sẽ có những cái cách nào để mà mình bước qua cái việc đó từng giai đoạn luôn ha ừ, từng giai đoạn cái hồi mà còn còn nhỏ còn trẻ mình cảm thấy như là trời đất sụp đổ xong rồi nhốt mình trong phòng 3 tháng hơn 3 tháng uh, Gia đình lo lắng Rồi sụp, sụp ký đồ này <laughs> Xuống gần chục ký các thứ Xong rồi mình Giống như mình đang uh, Bào mòn bản thân mình Lúc đó không vì lý do gì cả Vì lý do là cái cảm xúc đó Nó làm cho mình uh, Bị đắm chìm vào á Thì đó Nhiều vấn đề hết xong rồi Lại mất thời gian cho những việc phục hồi mất thời gian cho những việc mình phải đi ra ngoài uh, gặp gỡ bạn bè để mà lấp liếm cảm xúc. Mình không biết cách nhìn nhận và đối mặt với lại cảm xúc của mình. Già đời hơn xíu, tập trung cho công việc và dành thời gian về nhà đóng cửa cho mình một khoảng thời gian đúng để mình gọi là shadow work, làm việc với lại bản thân bên trong của mình cho mình được quyền uh, khóc bởi vì đối với Gil cái vết thương tâm hồn á, nó giống như là vết thương ngoài da vậy á. Mình sống bằng hai hai cái rất là rõ ràng là tâm và thân. Nhưng mà bản thân mình chăm sóc cho cái thân nhiều quá mà ...yêu nghĩ rất là nhiều người không quan tâm tới cái tâm. Có rất là nhiều người khuyến cáo là 6 tháng một năm đi khám sức khỏe tổng quát một lần, nhưng mà không ai khuyến cáo 6 tháng một năm đi khám bệnh tâm lý một lần. Và mình cứ bỏ qua những cái vết thương bên trong của mình, vết thương tâm hồn của mình thì cái việc mà em xét trùng em băng bó bên ngoài thì cái việc mình khóc nó cũng giống như là những giọt nước mắt những cái giọt nước mắt sạch đó để mà mình rửa cái tâm hồn mình bên trong sau mỗi lần mình rửa như vậy nó cũng rất, rất là rác rất là đau nhưng mà tự nhiên nó lại lành và khô mài sớm đúng còn nếu mà em quên nó đi thì nó sẽ như vết thương này sẽ, sẽ có thể tạo thẹo tạo vết thâm hoặc là nó bị còn bị bị thương nặng hơn nữa thì nhưng mà mình điều đặn cái chuyện đó, mình cho mình được quyền khóc, mà khóc chỗ nào cũng phải là <laughs> có có sự lựa chọn nha, mình phải đi ra ngoài thiên nhiên, đi ra ngoài một mình mình yên tĩnh giữa sông núi luôn. kêu đã tự đi lần đầu tiên tự đi đến một nơi một mình mình kêu và tự bút một cái một cái lều một cái kem đi ra ngoài lấy một ly nước để sẵn và mình ngồi và cho nước mắt tự chảy để cho giống như mình rửa sạch cái những cái vết thương tâm hồn của mình vậy. À, đó là những lần về sau này và sau những lần như vậy thì kêu Gil thời gian nó được rút ngắn lại và mình không quá là gọi là gì, uh, suy diễn cái chuyện này tại sao nó kết thúc như vậy người kia liệu như thế nào rồi sau này mình phải như thế nào mình không cho thời gian mình được quyền suy diễn và overthinking và tự ti với bản thân mình nữa mà sau khi mà mình cảm thấy ờ à, với thương lành rồi ổn ổn rồi thì mình lại tập trung vào cuộc sống này ngoài tình, tình cảm ra thì còn có công việc còn có gia đình còn có bạn bè còn cái những bé thú cưng của mình nữa thì mình cân bằng lại thí dụ như bây giờ năng lượng mình không dồn vào đây nữa thì mình lại trải dài cái năng lượng mình ra cho những điều khác thì những điều khác trong cuộc sống mình họ dâng lên nâng lên mình lên một cái tần số khác và nâng mình lên một cái môi trường sống khác thì cái cái chuyện tình cảm của mình thì mình lại sẽ bắt đầu phục hồi thì đó là cái cách của Gil bây giờ dành thời gian cho bản thân mình nhiều <laughs> Đúng rồi. kiểu mình nghe nghe xong em thấy Gil giống như là một người rất là nhẹ nhàng tử tế rất là yên bình. Nhưng mà không phải trong cuộc sống ai cũng sẽ có một cái tính cách như Gil đâu. Sẽ có một vài người có tính cách như em. Có 16 thể loại tính cách lần em. Em là chắc là thể loại nặng nhất đây để em chia sẻ. Em không ngại chia sẻ về những cái lần nó kiểu nó rất là tệ. Giai đoạn đầu nha, giai đoạn khi mình còn trẻ, để mỗi lần bước qua kể ra là sẽ thấy cái tính cách trauma uh, của em liền. Em là sẽ thích là khóc xong phải không? Em hay kiểu có một cái suy nghĩ là Ok, bây giờ đã tới bước mình phải trả thù oh, wow <laughs> Đó là cái suy nghĩ khi em còn trẻ à, Mình sẽ cố gắng uh, phải đẹp hơn Để mình thấy là, để người ta thấy mình ổn à, Mình sẽ trưng diện cho bản thân của mình à, Mình sẽ thể hiện Có gọi là show off ở ngoài rất là nhiều Mình sẽ phải làm sao cho cái Lúc đó suy nghĩ là mình sẽ làm sao cho cái người đó hối hận là đã tổn thương mình à, sẽ phải muốn quay lại em sẽ muốn em muốn làm sao để mà người ta nhắn tin là muốn quay lại yêu mình á xong rồi em kiểu Sớ <laughs> kiểu nó như vậy nó rất là trẻ con nhưng mà em thừa nhận nó đã từng xảy ra khi em còn trẻ em có post story sầu thảm không nghĩ gì không một ngày mà phải mà bớt về đêm cơ đúng và rất là kiểu đau đớn tột cùng đó là những không thì khi anh khoan nha mình phân giai đoạn trước 23 tuổi là sẽ suy nghĩ theo kiểu đó là kiểu sẽ muốn trả thù trả thù nhiều hơn muốn show up để làm sao mà người đó phải nhắn tin muốn quen lại với mình xong mình sẽ nói không là không quen kiểu vậy bắt đầu 25 tuổi trở đi là hay kiểu muốn sự, muốn người khác thương hại mình á ừ mm. oh, oh yeah đó là một sự cái chuyển biến tâm lý. Nghĩa là em lớn lên thì em lại muốn người ta phải thương hại mình, muốn ừ. người ta cảm thấy là thật ra cái việc mà người ta làm nó cũng không phải là quá đáng lắm đâu, nhưng mà mình sẽ thích over nó lên để người ta cảm thấy là người ta có tội lỗi rất là nhiều, muốn người ta phải thương hại mình, người ta phải hối lỗi kiểu kiểu vậy. đúng đó. Lý do tại sao mà mình sẽ thích show cái những cái nỗi khổ của mình ở trên mạng xã hội để cho người ta thấy như là boss story, than khóc. Rồi xong rồi kể lễ cho những người bạn mà mình biết là những người đó sẽ gần với cái người kia. Để người đó sẽ truyền đi cái thông điệp đó. Nghe nó rất là trẻ con đúng không? Đúng. Sau này em cũng biết nó rất là trẻ con. Đó là tuổi từ 25 đến 28 tuổi. 29. Sau 29 tuổi thì bắt đầu khóc một mình rất là nhiều. Bắt đầu mình trưởng thành đó người trưởng thành á người ta thường nói người trưởng thành thì không bao giờ khóc sai chỉ là người trưởng thành người ta chọn cái cách và cái nơi để người ta khóc và cái nơi mà em khóc nhiều nhất là ở trong toilet tại sao mình không khóc trong phòng ngủ cho nó rộng rãi và êm ái hơn ừ oh. nhưng mà ý là kiểu đến bây giờ vẫn vậy nha có mở vừa sen không ạ không bước vô toilet em đóng cửa lại và em ngồi khóc trong đó khóc đến mà con mắt nó sưng thù dù luôn nhưng đó là cái cách mà em cảm thấy là sau khi khóc xong á em cảm thấy em nhẹ đi rất là nhiều nhẹ rất là nhiều đó là một trong những cái cách mà em nhưng mà em khóc lúc em tỉnh táo hay là có men say không tỉnh táo khóc lúc tỉnh táo lúc nhiều khi hai ba giờ trưa trước khi đi chấm uh, giám khảo trước khi đi làm vẫn khóc có nghĩa là em không, em không lý giải được cảm xúc, nó chỉ là nhiều khi nó đã ở trong đó nó quá lâu rồi và mình cần cho nó đi ra. Nó giống như hồi nãy Gil nói một cái rất là hay là mình sẽ phải rửa cái vết thương nó của mình. Thì uh, cái người mà healing em nhất á chắc là con 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 chó của em. Con mèo thì nó nó vô tư quá. Đâu kêu nuôi mèo á mà nó lại cho Gil một cái nó giống như là bác sĩ tâm lý của Gil vậy á khi mà mình sời mấy em mèo á. Thì thật ra nếu mà em có thời gian đồng hành và nuôi mèo rồi em sẽ thấy mèo rất tình cảm Không, em nuôi một chó một mèo nhưng em thấy con chó của em nó rất là tình cảm Có nghĩa khi em khóc á, thì là nó nó ngồi kế bên Và cái hành động của nó mà khiến cho em cảm thấy là ok mình không có một mình á Là nó để cái cầm của nó, nó thấy em khóc xong nó để cái cầm, nó bắt đầu đi lại, nó để cái cầm nó trên đùi của em Là lúc đó em hiểu được là nó muốn là ok mày không sao đâu mày có tao này kiểu vậy thì mình sẽ cảm thấy an ủi hơn để kết thúc cái phần này thì kêu có những cái lời nhắn gửi cho tất cả các bạn trẻ nào hoặc là những bạn đang mắc vướng mắc trong những cái chuyện tình yêu cũ mà ừ. họ đang phải rất là dằn vặt không um, không dám nhắn gửi gì nhiều bởi vì kêu thấy đó là những điều rất là đáng quý và trân trọng trong cuộc sống để giống như là những việc phải xảy ra có đau đớn thì mình mới lớn hoặc là sau những lần đau thì mình trưởng thành hoặc thậm chí sau những lần đau mình sẽ đẹp hơn, mình sẽ tốt hơn, mình sẽ là một phiên bản uh, phiên bản khác của mình uh, chỉ là đừng đừng chấp vào cái 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 khổ nhiều quá hoặc là đừng uh, hy vọng là mọi người sẽ hướng về bản thân mình nhiều một chút hướng về bản thân ở đây không phải là ích kỷ và chỉ biết yêu thương bản thân mình mà giống như câu chuyện đứa bé đi lạc mà gil đã có dịp chia sẻ ở đây thì uh, bây giờ thôi không có ai để yêu thương không có ai quan tâm thì quay lại yêu thương cái đứa nhỏ bên trong mình hỏi thăm xem là dạo này bé nó sao rồi với lại bé cần gì bé uh, uh, cần được quan tâm như thế nào thì mình dành thời gian chơi với bé một chút sẽ cho bé sẽ là người bạn vì bởi vì đứa bé nhỏ đó và mình sẽ luôn luôn là người bạn người bạn mà không bao giờ có thể tách rời và là là cái người mà không thể bao giờ bỏ mình đi được cho nên uh, lúc này là cái lúc mà bé nó cần tình cảm nhiều nhất. Đối với Minh Tú thì uh, Minh Tú nghĩ rằng là khi mà mình yêu một người nào đó thì chắc chắn là khi mình tạm biệt họ mình sẽ rất là đau khổ mình rất là buồn. À, nên cho mình thời gian đừng có cố gắng uh, phải uh, vượt qua nó quá nhanh hãy nhìn nhận nó hãy khóc khóc là một cách nha đối với mình tú khóc là một cách để mà mình có thể uh, xoa dịu cái vết thương đó của mình mình nhìn nhận lại hết tất cả mọi thứ mình đừng có chỉ nhìn nhận về cái bản thân của mình không mình đừng có soi xét người khác là do họ sai với mình nhiều thật ra đôi khi trong khi mà cái mối quan hệ đó mình cũng là những người mà đã tổn thương người ta bằng một cách nào vô hình mà mình không biết à, cho mình thời gian để chấp nhận cái việc đó đối mặt với cái việc đó nhưng quan trọng là nó phải có một cái giới hạn một cái giới hạn để mình biết là ok nó đã đủ rồi mình phải chấp nhận buông bỏ mình quay về với bản thân của mình mình yêu thương bản thân của mình và mình tiếp tục với cái hành trình tiếp theo tại vì chắc chắn rằng là người ta hay nói mà một cái cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác nó sẽ mở ra. Hoặc là có những cái câu cà khịa mà em thấy rất là hay là cảm ơn anh đã đi để em gặp người tử tế tiếp theo. Cho nên là hy vọng rằng là tất cả các bạn, uh, trong đó có những bạn mà đang phải trải qua những cái tổn thương khi mà nói lời tạm biệt trong một cái mối quan hệ. Thì các bạn sau khi nghe được những lời chia sẻ của Gil và Minh Tú thì các bạn sẽ cảm thấy như là một cái ôm tinh thần. À, một những cái lời động viên Và các bạn có thể uh, get over nó sớm hơn Peace Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký Ban Công của Tú à, Sau khi mà mình đã chia sẻ những cái góc nhìn rồi Thì mình phải có những cái cách Cụ thể Cụ thể hơn Để các bạn Đâu đó các bạn cũng sẽ Có những cái uh, Gọi là những cái ý hay Để các bạn uh... Tip đầu tiên cái một cái cách rất là hay đó là từ câu chuyện của Gil mình sẽ có góc nhìn tổng thể hơn Đúng rồi mình lùi lại một bước ừ. để Và mình nhìn rộng đi đó. về thiên nhiên ừ. mà mình ngồi khóc một mình thường thường á em để ý á, là rất là nhiều người ngại thể hiện cái đó của mình ừ. kiểu như là họ sẽ bị kiểu như là mình khóc là mình thất bại á, hoặc là mình khóc là mình yếu đuối ừ. Ừ. Em em thấy một vài người như vậy. Dạ yeah, bởi vì uh, mình đó một lần nữa là do mình đặt tên mình đặt tên cái giọt nước mắt của mình tại sao con người có tuyến lệ, có tuyến lệ và để có nước mắt là để đơn giản theo khoa học thì để nó chảy ra ngoài và để nó clean những cái uh, như độc tố, như gan thận của mình nó thanh lọc ra thì mình cũng phải đào thải ra ngoài thì cái nước mắt và tuyến lệ của mình là cũng để đào thải một cái gì đó ra ngoài. Thì cái việc khóc nó không có đánh giá về cái mức độ tinh thần bạn yếu đuối và mạnh mẽ cỡ nào thì khi mà bạn nó buồn rồi người ta cũng sẽ không để ý là bạn yếu đuối và mạnh mẽ như thế nào đâu quan trọng là bản thân bạn có quan tâm là mình cần được một cái gì đó một cái tác động gì đó nó chữa lành hơn không á uh, con trai cũng được khóc nha, trai gái thì cũng được khóc cả, khóc một cách lành mạnh với cái toilet thì em không phải là nó lành mạnh hay khóc nhiều khi cái tần số dùng đó nó ok nó ổn <laughs> uh, nhưng mà đó là nơi an toàn của em, đó là nơi an toàn nhất của em em ừ, em cảm thấy toilet của em là nơi an toàn nhất nơi mà em cảm thấy là em rất là ok kiểu như trong đó là em cảm thấy là em đủ tự tin để em có thể làm hết tất cả mọi thứ và em cả an toàn để đối diện với cái những cái việc mà mình nhiều khi ở ngoài mình gồng quá mình không dám đối diện có một cái câu hỏi mà nhiều người cũng hỏi em bây giờ em muốn hỏi là Gil <laughs> nhưng mà em trả lời được câu hỏi đó chưa <cười> <cười> em có câu hỏi câu trả lời cho riêng bản thân của mình để ghiêu trả lời xong em trả lời nha khi mà mình mới chia tay một mối quan hệ á, mình có nên lóc người ta không? <laughs> cái như như là không, nhưng mà nhiều người nói là nếu như mà mình không lóc họ thì họ cứ giống như là những cái việc của họ sẽ luôn hiện ở trên cái tầm nhìn của mình thì nó sẽ càng làm vấn vương cái tâm trạng của mình. đúng rồi có đôi lúc cái cái giai đoạn tinh thần của mình chưa ổn nhưng mà blog ở đây thì nếu mà chúng ta so sánh cái mạng xã hội giống như là cái cuộc sống bên ngoài đi thì mình có thể hai mà bấm hai những cái trạng thái người ta cập nhật hoặc là không follow cái chuyện new feed update thì có nghĩa là uh, chúng ta đang tạm dừng xa nhau và cân bằng cuộc sống nhưng mà còn blog ở đây có nghĩa là là nó có gì đó nó hơi Trừ um... khi người ta Sukana làm cái gì đó quá sai với mình đi Sai vượt cái ngưỡng mức gọi là đạo đức hay là ảnh hưởng gia đình mình hay là sao đấy á. Thì thì ok thôi mình mình cũng có một cái giới hạn cho bản thân mình Còn nếu mà chỉ là một cái chuyện theo thời gian mọi thứ nó không hòa hợp hay như thế nào Thì thì kiểu nghĩ không cần phải, phải block Em thì sao? <laughs> em block ừ. Em thừa nhận mà em là người block nhưng mà em không biết mọi người nghĩ như mỗi, thế nào mỗi người mỗi tư duy về cái điều đấy đúng sao sai em em không có phân định là nó đúng hay sai ừ. mà mỗi người sẽ có một cái cách nhìn nó khác nhau về việc mình block người đó hay không đối với em một khi em mở ra là xong rồi đó em sẽ chọn block người đó tất cả nhưng không phải là người yêu cũ không nha mà kể cả quan hệ bạn bè hoặc kể cả uh, những cái mối quan hệ nào đó trong cuộc sống của mình khi một cái sự cố gì nó diễn ra và chúng ta không thể xử lý và níu kéo hoặc là hàn gắn nữa thì thường khi mà lúc em giận dỗi họ là em block em block là bởi vì em không em thừa nhận là em không em không muốn nhìn thấy họ bởi vì những cái gì mà họ hiện lên đó, nó sẽ làm vấn vương cái tâm trạng của em nó ảnh hưởng đến tinh thần của em rất là nhiều em là một người sống rất là nhiều tình cảm cho nên không chỉ là chỉ gia đình đâu không đâu hoặc là người yêu hôm nay mà bạn bè của em chỉ cần tổn thương em mà em sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều thì em hay blog để mà em cho em thời gian để mà em vượt qua những cái vấn đề đó và một khi mà người đó thấy em mở ra có nghĩa là xong rồi đó xong ở đây có nghĩa là huề hay là các okay, bạn có làm gì cũng không liên quan đến cuộc đời tôi nữa Tùy theo mối quan hệ Ví dụ như những cái mối quan hệ mà họ đã thật sự là tổn thương mình rồi Cung bò cạp mà Oh I see <laughs> Một khi một người nào mà đã tổn thương cái mối quan hệ của em Em block Có nghĩa là em đang cho thời gian em đối mặt Và tha thứ cho họ Và khi mà em đã tha thứ rồi Thì em không còn giận họ nữa Thì có những cái mối quan hệ sẽ là huề Nhưng có những cái mối quan hệ là Là người dân tôi biết sự hiện hữu của bạn bạn biết sự hiện hữu của tôi nhưng mà chúng ta sẽ không còn như ngày xưa nữa thì nhiều người sẽ nói là em là ích kỷ nhưng mà cái đó là tính cách của em rồi em không em không em không thay đổi được mọi người có một cái tính cách một cái quy tắc trong cuộc sống của mình mà cho nên câu hỏi này nó cũng không chả không có thiên gì về đúng hay sai cả thì đối với em á, là blog hay không blog nó chỉ là một cái hình thức thôi cuối cùng là bên trong mình có thể quên nó không mình có thể buông bỏ nó hay không còn Gil thì Gil sẽ có những cái cách nào? Cá nhân Gil sau nhiều lần rút kinh nghiệm thì Gil có một cái cách đó chính là không post. Không, Gil đã cũng là tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ update hoặc là post chuyện buồn cá nhân lên Facebook. Chuyện buồn cá nhân ở đây nó là những cái cảm xúc lạ, lãng đảng một cái story hoặc là một cái câu gì đó buồn, một bài hát buồn chẳng hạn hoặc để cho mình gợi lên cái kỷ niệm đó đó. Còn bởi vì Uh, nó giống như là Nó vừa gợn lên cái mình đã cho nó hình thành cái Một cái gì đó cụ thể để mình có thể nhìn và cảm được rồi Xong mình còn post lên mạng xã hội là rất nhiều người có phải nhận được cái năng lượng đó Xong rồi Nó còn có tính năng là remind nữa em Cứ một năm lại remind lại mình một lần cái mình lại nhìn cái những cái điều đó mình lại tự nhiên mình lại gợn lên cái cảm xúc về câu chuyện buồn đó một lần nữa thì mình thấy là nó cứ nó cứ giống như là ừ, muốn giảm cân mà cứ đi ăn đi ăn trơn food hoài á cho nên là mình nói thôi ví dụ cái căn nhà của mình trên mạng xã hội là một cái gì đó nó cứ nếu mà không có gì vui quá thì không bốt thì mình sẽ không bao giờ bốt mấy cái bùng lãnh đảng hoặc là than 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 thở bởi vì sợ nó <cười> <cười> vấn cho người mình đó là cái cách của Gil này cho nên một hai năm gần đây là mọi người sẽ không bao giờ thấy Gil yêu... à không phải không bao giờ đôi lúc cũng có lỡ ít lỡ vì xem phim hay quá hoặc là tối đó hay kêu hay uống rượu vang xem phim thì cũng hơi say say xong rồi phim hay quá là mình bối một cái story sáng ngủ dậy bỏ ra xóa liền <laughs> là mình không muốn cái những cái 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 uh, cái chuyện buồn bã trên facebook của mình nhưng mà em thấy ghi cũng có những cái cách hay như là ghi uh, đi du lịch uh -huh. uh, khóc tìm về nơi thiên nhiên mà một cách mà Gil hay quên nữa đó là, là Gil hay tâm sự với bạn bè Đây là Gil hay tâm sự hả? hay tâm sự có nghĩa là em để ý mà khi mà mình uh, Giu buồn thì ghi cũng sẽ chọn cách nói ra chứ sẽ không để trong lòng mình đúng không Khác, bây giờ Gil khác luôn rồi để trong lòng hả Không không để trong lòng mà Cũng không tâm sự Ý là mình gặp bạn, mình muốn gặp người bạn đó Mình muốn gặp hồi bạn đó để là mình muốn lắng nghe câu chuyện của người ta chứ mình không muốn kể về mình hoặc là kể về câu chuyện của mình hoặc là kể nhất là về chuyện tình cảm, chuyện update chuyện xã hội cuộc sống thì Gil luôn update. Nhưng mà còn về chuyện tình cảm thì Gil không. Em thì sẽ có những cái cách khác, ví dụ như là bây giờ mình bước qua mình bỏ cái giai đoạn mà mình khóc đi ha. Như trưởng đang khổ đi <laughs> Nó vẫn có nha, ừ. bây giờ nó vẫn phải xảy ra, ừ. nó nó phải là những step, step thế là step 1. Ừ. Step 2 của em là tùy theo chuyện nha. Tùy theo chuyện thì em sẽ chia sẻ, um, ví dụ như là chuyện tình yêu á, thì thường uh, em sẽ chọn đúng người, đúng người để em chia sẻ cái câu À, hết Và thường em chia sẻ, em sẽ không chia sẻ là cụ thể câu chuyện của em, nhưng cái người đó họ sẽ tin ý và họ hiểu được, họ sẽ hiểu được là mình tìm với họ vì cái gì và thường họ sẽ cho em những cái lời khuyên những cái lời khuyên nó tổng tổng quan thôi nhưng mà mình sẽ rút ra được những cái những cái điều tích cực từ cái lời khuyên đó của họ hoặc là em sẽ viết ra có những cái chuyện mà mình không nói được á thì em sẽ chọn cách viết viết xong rồi em sẽ đốt đốt tất nhiên những lời mình viết thường thường là những cái lời trách tại mình không muốn nó nặng nề với ai hết cũng là một cách để xả đúng hoặc là em sẽ theo đuổi một cái môn gì đó mới để mình giết chết bởi giết chết cái thời gian dư thừa của mình như là chơi thể thao học cái này học cái kia tìm một cái thú vui mới uh, đi tìm về một cái đức tin nào đó ừ. để nơi đó mình cảm thấy là mình vẫn còn tin Ừ, để mà để mình nhẹ lòng hơn mình tin vào nhiều điều trong cuộc sống nhiều điều ý nghĩa hơn ừ. nhưng mà có một cách em không có chọn nha một cách từ nhỏ đến lớn em không bao giờ chọn và em cảm thấy cái cách đó nó không có hiệu quả đó là vội vàng quen một người mới ờ uh, yeah no hay vội vàng bước vào một cái mối quan hệ mới. Cũng không được em, em thấy cái cách đó nó hơi bị Nó hơi không, bị toasting cách... mình phải phân tích rõ là vội vàng có chủ đích ý là à đây này hơi ô quan đại đó là còn cái chuyện mà em biết em không sẽ không nói được biết được đâu tuy nhiên lâu lâu em đang rất buồn mà em nghĩ là không chắc tôi cần phải hai ba năm để mà tôi cân bằng lại nhưng mà đùng một cái có một cái gì đó rất, rất là tự nhiên nó xuất hiện và tự nhiên tự nhiên vào cuộc sống của em thì mình sẽ cũng không có không có kiểu xua xua điều đó đi đúng không hay là em vẫn xua đi luôn đối với em thì thường là để bước vào một cái mối quan hệ mới em sẽ phải đầu tiên là mình đã ổn hết chưa Chứ không phải mình quen cái người mới bởi vì mình muốn quên người cũ Hay là mình quen người mới để mình chỉ tỏ vẻ cho mọi người hiểu là ok, tôi ổn rồi I'm phải. Ừ, thì em sẽ cảm thấy nó rất là toxic cho cái người mới Nhưng mà có nhiều người á, bây giờ Thôi bây giờ em hỏi nè, suy nghĩ của Gil như thế nào? Người ta nói là để quên được người yêu cũ thì mình phải bước nhanh Để quên người yêu cũ nhanh thì mình phải bước vào một mối quan hệ mới sớm Gil không đồng tình với ý kiến đó giống như em lúc nãy nói mình phải ổn đã và và mình làm như vậy là bởi vì nó sẽ làm cho bản thân mình càng bị dựa dẫm cảm xúc và người khác hơn có nghĩa là mình sống ở trong cuộc sống này phải cần có một ai đó để tôi mới ổn ừ. thì có nghĩa là em đang trao trách nhiệm cho người ta và người ta mà không làm được cái điều đấy là em đi lại đi trách một người nữa em lại trách móc một người nữa và em lại tổn thương bản thân mình mà cái trách nhiệm để làm em hạnh phúc Ngoài những cái tình yêu vô điều kiện của ba mẹ mình ra Thì Gil nghĩ là cũng không có ai Nghĩ là họ có thể đủ Một cái tình cảm mình mẹ đấy Nhận cái trách nhiệm đó vào lòng mình hết Mà cái đó chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm Với bản thân mình trước Cho cái cảm xúc của mình trước Cho nên là Gil cũng không đồng tình với ý kiến đó Em cũng nghĩ vậy Tại vì để bước vào một mối quan hệ Đặc biệt là tình yêu Tình yêu nha Với một người mà Xa lạ đầu tiên nó quan trọng nhất là cái tinh thần của mình nó phải thanh uh, thông nữa, có nghĩa là mình không có vụ lợi, đúng, đúng. kiểu mình không mượn cảm xúc của họ hay mượn thời gian của họ, họ vay mượn họ để mà uh, giải quyết những cái vấn đề của mình, thì cái mối quan hệ, cái tình yêu đó nó mới, nó mới đẹp. Ừ. chứ còn một khi mà lý do mình bắt đầu với một người, mà nó cũng sẽ là lý do kết thúc mối quan hệ đó. ví dụ mà ý của em là khi người đó khi mà mình bắt đầu với họ như thế nào á thì họ sẽ rời đi giống như cách mà mình bắt đầu với họ mình đến với họ ừ. mà không phải là một cái gì đó nó tinh khiết à nó có phải lý do có nếu mà có một cái lý do thì là cũng là lý do kết thúc đúng rồi nó đúng sẽ rồi. là một cái sự vụ lợi à, à. về vật chất về cảm xúc hoặc Hiểu. là nó chỉ là về cho bản thân của mình yeah, yeah. mình lừa gạt người ta mà uh -huh. thì em em lại nghĩ là mình sẽ đón lại cái cái hậu quả đó cái khúc cuối cái mối quan hệ đó uh -huh. giống như là ok tôi đến nhanh với bạn bởi vì uh, bây giờ bạn bạn hiện tại bạn cũng tạm ổn đó bạn uh, bạn cho tôi cảm xúc an toàn nhưng mà tới lúc mà em bình nổi với bản thân mình rồi em không cảm thấy cảm xúc an toàn với bạn này nữa là em lại thôi đúng không mình lại kết thúc một mối quan hệ đúng. thì cái người những cái mối quan hệ sao sẽ có một người họ đối xử với mình như vậy Oh, karma. Ừ, Luật nhân quả. Đúng. <laughs> em rất sớm tin lắm. nhiều cũng tin vào năng lượng đó. mình đến mình, mình gieo cái nào mình mình sẽ gặt cái nấy thôi. À, đó cái câu chuyện của em cũng show ra được một cái là đôi lúc cái những cái suy nghĩ của mình nó rất là trẻ con và nếu mà mình càng muốn quên một người á em nghĩ nha nếu mà mình càng muốn quên một người mình muốn nhẹ lòng á đầu tiên mình phải tha thứ mình phải tha thứ cho họ, mình phải tha thứ cho bản thân của mình, tại vì trong một mối quan hệ thì không phải là chỉ có một người luôn luôn sai mà đôi khi mình cũng là người vô tình hoặc là vô hình mình sai với họ mà mình không biết, mình không nhận ra. Tại vì đối với em cái gì nó cũng sẽ có hai mà, đúng rồi. Cái chuyện đó nó diễn ra cái kết quả thì nó phải có những cái nguyên nhân tại sao nó dẫn đến cái điều đó, nhưng do mình 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 bị mù mờ mình không có chịu nhìn hồi nhỏ mà hồi còn trẻ thì lúc nào có chuyện gì xảy ra thì bản thân mình mình phải khóc mình phải dậy lên trước đã như một đứa con nít á mình nó tôi buồn tôi không có được tôi tôi khó chịu tôi mình phải thể hiện cảm xúc mình lên trước mình cũng chưa có suy nghĩ được thấu đáo đâu cái gì nó cũng cần thời gian đối với em tha thứ và chấp nhận là một cái chìa khóa ừ, chấp nhận đúng cái từ chấp nhận rất là quan trọng mình phải chấp nhận với điều đó phải đối mặt cái điều đấy đối với em bây giờ nó sẽ có bốn step không phải là trong tình yêu không với tất cả những cái mối quan hệ đó là mình phải đối mặt sau uh -huh. mình phải uh, chấp nhận nhìn lại bản thân rồi xong mình mới bắt đầu buông bỏ tại vì nó phải trải qua bốn cái đó thì nó mới mình mới nhẹ lòng được chứ còn không là mình sẽ bị nó cứ vướng đi vướng lại trong trong cái tinh thần của mình. Em là một phần em là thuộc tiếp người suy nghĩ nhiều nữa. Ừ, em suy nghĩ là em phải gọi là overthinking á, <laughs> biết mà đã bầu cào cung nước rồi. Gì không bao giờ có, tha thứ hết, hay quá vậy Không cũng cần thời gian chứ, cũng cần thời gian. Nhưng mà do em hỏi tính tới bây giờ thì không. Cái còn cái đợt đó thì mình cũng cào cấu cấu xé tâm hồn mình lắm nhưng mà đến một lúc mình hiểu hơn á có một cái câu đùa của của mấy bạn của mấy bạn trên mạng là lúc còn yêu nhau không thấy nhưng mà tới lúc chia tay thì thấy share về uh, những câu chất dẫn về tình yêu hay là nghe boss về thầy minh niệm của thầy minh niệm chẳng hạn thì đó mình cần thời gian để mình được lắng nghe những cái điều đấy để mình nhìn lại mà nói à à vấn đề là vậy đấy cứ cứ căng thẳng làm gì cứ như thế này mãi làm gì cái người chịu khổ là mình cái người cái cảm xúc đầu tiên mà nó 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 bùng lên là mình là người cảm nhận hết chứ người ta có cảm nhận được mơ ổn cảm nhận được đâu cho nên là mình lại buông bỏ từ từ như em nói như là cũng là bốn cái bước đó hồi nhỏ bốn cái bước này sẽ mất mất rất nhiều thời gian và rất lâu và cái lúc trước khi mình đối mặt mình còn một cái bước nữa là mình sân hận mình cào cấu mình điên rồ lên ta mình cuồng nộ lên cơ thì bây giờ mình bỏ bớt cái bước này rồi mình ấy, còn và cái thời gian của bốn cái bước này lúc mình còn năm cái bước này còn trẻ thì nó kéo một khoảng thời, khoảng thời gian rất là dài nhiều vấn đề nhiều drama nó còn ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ khác nữa thì bây giờ mình trưởng thành rồi thì cái chuyện gì nó xảy ra thì mình cũng nhìn vô bốn cái bước này mình làm step by step tùy theo cảm xúc của mình thì mọi thứ nó gọn gàng hơn nó 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 đỡ tốn thời gian và cảm xúc của mình nhiều hơn vậy thì khi mà mình đã quên hết rồi á mình đã vượt qua được nó rồi á nha là sau khi thời gian mình đã vượt qua xong á rồi thì khi mà trong cái mình cuộc sống tiếp diễn của mình á có bị gợn lại không mình là nghệ sĩ mà cảm xúc nó cảm xúc mình mình đôi lúc mình cũng phải sống về cảm xúc chút xíu có có sự gợn lên và đôi lúc cũng có thể gọi là vay mượn trong những lúc mình làm công việc những lúc mình sáng tác mình nghĩ về một một cái gì đó về ý tưởng sáng tạo mà nó thiên về vấn đề cảm xúc hay tình yêu thì mình có quay ngược lại mình nhìn nhận lại những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm của mình để mình vay mượn những cái điều đấy mình cho vào những cái sản phẩm của mình uh, nếu cần thiết ý của là những sản phẩm của gil là vay mượn cảm xúc thôi hả <cười> <cười> em hỏi vậy á ý là nhiều khi nha có những chuyện nó đã trải qua rồi nhưng mà nhiều khi trong cuộc sống em đi vô tình đi đến một cái quán nào đó hoặc nghe một bài nhạc nào đó hoặc thấy một cái hành động nào đó nó gợi nhớ về cái người đó trong em em không biết mọi người có bị không có chứ ví dụ em đi đến một cái quán đó em nói Ê, cái quán này là ngày xưa hai người hay đèo nhau đến đây ăn hoặc là cái bài nhạc này là cái người đó hay mở cho mình nghe nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng đúng không đúng rồi nhưng mà ngày hôm đó nha ngày hôm đó tự nhiên mình sẽ có năng lượng nghĩ về người đó nhiều ừ tại lúc đó người ta cũng đang nghĩ về em đó em không biết em chỉ nghĩ là đôi lúc á những cái ký ức đó là những ký ức đẹp phải nhờ những cái ký ức đó thì mình mới có nhiều cảm xúc và mình có trưởng thành như bây giờ đúng rồi chính xác nhưng có những người cho rằng á có những người cho rằng một khi đã quên là phải quên hết không được nhớ. Có phải là cái máy bấm delete on là mất hết được đâu. Nhưng mà em cũng thường tranh luận với một vài ý kiến từ người khác. Người ta nghĩ là một khi mà đã quên là phải quên hết. Nếu còn nhớ có nghĩa là còn yêu. No. Có nhiều người người ta nghĩ vậy. À, kia, kia thì không nghĩ vậy. Cái cái nhớ của não bộ của mình là chuyện nhớ lại là chuyện bình thường. Và và từ cái, có những người họ xử lý gì nè. Họ vừa gỡn lên. Ư, ư, bỏ qua bỏ qua. Họ rất là vô tư, họ nghĩ sang chuyện khác liền Đó là cách họ xử lý cho nên họ nghĩ là họ quên Còn mình nhớ lấy chứ mình không phải là Mình xua đi, mình kiểu à Cái từng tới đây nè, đã từng đi cùng nhau nè ừ. Tự nhiên lại à, Không biết khỏe không, vậy thôi xong Kiểu vậy, kiểu tính, em nghĩ là Mỗi người sẽ có một cái cách xử lý não bộ khác nhau thôi Còn để mà nhớ Còn để mà quên sạch nếu bấm delete ấy, thì kêu khá khó à. trừ khi em đi bác sĩ tâm lý nhờ người ta thôi miên em nghĩ là không có ai quên được hết đâu <laughs> những cái người mà càng nói câu đó là những người bị chấp niệm chấp niệm quá <laughs> nhiều quá nhiều luôn á ừ. không có chấp nhận đúng cái điều là đôi lúc mình phải gợn gợn một chút em em thấy cái người mà người ta càng mà muốn quên á là là càng khó quên ừ. Giu có Gil cũng có lần tiếp xúc được khá nhiều người vậy kiểu như cái gì mà mình càng cố là nó sẽ sẽ mình 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 cái lòng của mình nó bị chấp niệm em cảm thấy vậy còn em không biết mọi người sao nhưng với em là vậy các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú à, nãy giờ em hỏi gil nhiều rồi gil có gì muốn hỏi em không <laughs> gil muốn hỏi em là thí dụ như với những cái bước mà vừa rồi em làm để mình cân bằng lại bản thân mình trong lúc mình kết thúc một mối quan hệ và trong một cái quá trình đi tìm một mối quan hệ mới á mình làm rất nhiều thứ như em nói là mình hướng về bản thân nè rồi mình học một môn mới mình mình dành thời gian cho những điều mới mẻ dành thời gian cho bạn bè vân 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 thì khi có người yêu mới rồi em lại một lần nữa đưa hết cảm xúc và thời gian của mình cho cái mối quan hệ đấy hay là em vẫn tiếp tục duy trì những cái điều mà em đã làm được trong cái khoảng thời gian em một mình? Em không có yêu vội như ngày xưa. Em hơi chậm. Nhưng mà cái yêu của em nó rất là bền vững. Là cái cảm xúc của em nó bền vững. Ngày xưa em yêu vội lắm. Yêu nhanh hết nhanh. Cái cảm xúc nó rất là nhanh. Va vập vào nhau thôi. Đúng, va vập. Bùm, Bùm xuống, bay. <laughs> nhanh dữ đó, hơi nhanh đó. thì bởi vì em ấy nói là nếu mà nói là về người yêu thì ít nhưng mà mối tình thì nó nhiều còn bây giờ của em á là em bắt đầu mọi thứ nó rất là chậm mà hiển nhiên là bắt đầu nó sẽ phải là là bạn chứ rồi từ từ mình bước đến uh, mình xem cảm xúc nó như thế nào nhiều khi á có những cái cảm xúc nó rất là nhanh nhưng tính của em em sẽ Kèm lại, kèm nó lại có nghĩa là vẫn thả nó nhưng mà không có để nó đi quá nhanh em muốn từ 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 xong rồi bắt đầu vô mối quan hệ thì có một vài những cái em cần duy trì ví dụ như là yêu bản thân của em ví dụ như dành thời gian cho những việc khác liên quan đến bản thân và gia đình của em chứ hồi xưa là kiểu như mình yêu á, là có người yêu là quên hết quên hết cái gì cũng là người yêu người yêu người yêu đi làm về là muốn về với người yêu quên bạn bè quên gia đình đôi khi quên bản thân của mình luôn thì sau này em nghiệm ra nó rất là không healthy cho tình yêu mất cân bằng nó mất cân bằng và cái quan trọng là mình cần người ta nhiều quá chính xác thì đó đó là góc nhìn của em có nghĩa là yêu nhưng mà em cần thời gian cho cho bản thân của em công việc của em những cái mối quan hệ ở bên ngoài xã hội của em, như đồng tình với điều đó nhưng mà có sao? một thời gian, bởi vì như vậy em đặt cái người yêu của em ở vị trí cuối cùng, <laughs> cái này là ok, why? À, nó, kiểu như không biết nữa, mình cái, bị cuốn theo những cái, cái những thói cái quen, kia quá. thói quen, thói quen, ok, Thói quen xong họ chấp nhận, họ chấp nhận rồi mình cứ lấn lướt lớn lướt cuối cùng họ nằm ở một cái vị trí nào nào mà nó ở ngoài rìa luôn. Uhm. và họ cảm thấy tổn thương nha vậy là do một phần là do em đang test cái limit của người ta không em 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 một khi em bước vào mối quan hệ em ít có những cái suy nghĩ lớn lên về em ít có những cái suy nghĩ là mình phải làm thử này còn sao mà là em rút kinh nghiệm rằng là họ đừng nên chiều em chiều nhiều là em sẽ hư em bị hỏng á ừ ừ ừ ừ còn gil gil đồng tình với em cái đoạn đầu là bởi vì kêu thấy nó giống như một cái vòng lập á nhiều khi tính ra họ từ hồi các bạn trẻ bây giờ hay dành thời gian yêu xong dành hết thời gian tình yêu xong rồi đổ vỡ xong lại đau khổ lại đến một cái điểm là cân bằng cảm xúc đi mới rớt vào ra ngoài đi chơi với bạn bè gặp gỡ những người mới học những bộ môn mới đang thật là vui tới một cái môi trường một cái tần số cao hơn gặp được một người nào đó cũng chung cùng cái môi trường đó nhưng mà lại va vào tình yêu lại yêu yêu xong là bỏ bê những cái điều mà mình đã học những cái điều mới mẻ mình đã học xong một thời gian dài không thấy bạn bè mất tâm mất tích không thấy đâu xong cái lại đổ vỡ tình cảm xong lại phải quay lại từ đầu lại phải cân bằng cảm xúc lại phải tìm một cái gì đó mới mẻ để giống như là nó 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 bị thành một cái vòng lặp cho nên là cá nhân nếu mà theo thời gian tính tới độ tuổi này mình nhận ra thì yêu hy vọng là uh, mọi người cũng sẽ cảm nhận như vậy bởi hoặc là cảm nhận sớm hơn sẽ tốt hơn thí dụ như khi mà mình đã có người yêu rồi mà mình vẫn follow theo đuổi được cái lifestyle của mình và những cái uh, những cái điều làm cho mình cân bằng trong cuộc sống những điều mình thấy vui vẻ để mình về mình có thể chia sẻ với người ta hoặc là mình còn thấy cho người ta thấy được cái điều thú vị của mình á mỗi ngày á thì cái tình cảm nó sẽ duy trì lâu hơn. Và khí dụ như lỡ một cái thời gian mình không có sự hòa, hòa hợp nữa mà mình gãy á thì mình cũng không bị hận Mình vẫn còn duy trì được những cái điều đó để phát triển bản thân mình, mình luôn phát có một cái hướng phát triển bản thân mình được á chứ không phải bị chấp vào tình cảm nhiều quá. Và em hỏi kêu nè. Tuổi trẻ có cần có có nên yêu đâm đầu? Nên đâm đầu một lần nhé. Nên nhé bởi vì giống như em dạy một đứa nhỏ đừng có đụng vô cái đó phỏng tay đó đừng có cầm con dao đứt tay đó đừng có chạy té đó mà không cho đứt tay không cho té không cho phỏng không biết đâu thì không biết cảm giác đó là gì vẫn phải chạy thôi em cũng nghĩ vậy em cũng nghĩ là khi yêu tuổi trẻ nên đâm đầu một lần nhưng mà đừng có đâm nhiều lần quá <laughs> lần một hai lần thôi lỡ có mấy người cố chấp kiểu à, lỡ lần này cái tường này nó khác tường khác mình đâm thử coi đau cỡ nào thì sao ý là có nhiều người thì người ta sẽ nói là nếu mà trong tình yêu mà không đâm đầu thì nó không còn là yêu nhưng mà thật ra nhiều bạn sẽ hiểu sai yêu mãnh liệt nó khác còn đâm đầu nó khác đúng rồi đâm đầu có nghĩa là em cúi cái đầu xuống em chạy đi và em có nhìn thấy cái gì đâu là mình cả bầu trời của mình chỉ có họ thôi thì nó bị bị mất phương hướng đúng và nó sẽ là một cái mối quan hệ không bền được còn mãnh liệt ở đây là mình có quyền thể hiện cảm xúc mình sống trọn và sống đúng với cảm xúc mình lúc đó dành cho người ta dành cho mối quan hệ đó nhưng mà mình vẫn nhìn hẳn và mở mắt rất là to không phải người chạy người đâm đầu ê nhưng mà nói tới thời gian mới nói nha thật ra có nhiều người nói là everything will be ok à, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ nhưng mà em cảm thấy những cái câu đó nó kiểu như bị tích cực tiêu cực á tích cực tiêu cực hả tích cực ảo á nếu như mà mình dùng thời gian nó không đúng ví dụ như mình cho mình thời gian nhưng mà mình không chịu đối mặt mình không chịu chấp nhận mình không chịu chất vấn mình không chịu hiểu cái vấn đề đó và mình không dùng thời gian để mình đi tìm những cái uh, sở thích những cái niềm vui khác thì làm sao mà nó ok được nhưng có nhiều người họ chỉ nghĩ là không sao đâu để đi thời gian giải quyết em, em thì lại không đồng lòng với cái câu đó lắm cái nghĩ là do cách người dùng á thí dụ như những người mà kiểu quá là từng trải rồi á mà họ kiệm lời á everything will be okay không họ kiệm lời bởi vì họ biết rồi nó cũng sẽ qua theo theo nhưng mà theo cái cách đúng là mình phải làm rất nhiều thứ trong cái lúc mà thời gian nó trôi qua như vậy còn mà với những người trẻ không lẽ tôi đang rất là đau khổ tôi đang rất là khó chịu không lẽ tôi ngồi yên vậy cái thời gian trôi qua thì làm sao nó hết được nhưng tôi nghĩ là những cái câu như em nói những cái câu mà ngắn ngắn vậy á, thường sẽ do những người phải từng trải rất là nhiều gọi là xúc tích lại đọc, kiểu co cô động lại thành một cái câu nói như vậy và dùng cho những người từng trải như họ thôi còn với những bạn trẻ những người mới trải chẳng hạn thì những cái câu đó nghĩ nó chưa đủ phù hợp ý là mấy bạn trẻ mấy bạn chưa đủ để hiểu mấy bạn đang bị hiểu nó bị nghĩa đen à, nghĩa đen quá rõ ràng là đó. Thời, mọi thứ sẽ ổn à, cứ cứ dậy đi rồi ba tháng sau mày quên nó mà no không phải họ chưa có phân tích được sâu ừ. thì thường em thấy bây giờ tại em coi mạng xã hội mà các bạn hay khuyên nhau như vậy nhưng mà em không hiểu là các bạn có hiểu được rằng là cái cái câu đó mình phải đào sâu vô thì mình mới giải quyết được cái dùng cái thời này. gian đó để làm gì như thế nào à, em đã nói về những cái việc là làm sao để chữa lành làm sao để mà quên đi những mối quan hệ cũ nhưng chắc chắn những bạn đang yêu thì cũng sẽ cần những cái chia sẻ làm sao để duy trì cái mối quan hệ đó nó lâu dài và nó đẹp ai biết chị vậy? với nó Gil biết mà hồi nãy mới nói đó giỡn thôi một người tràn trời kinh nghiệm như vậy như em nói là nó còn cái duyên nữa mà nhưng mà thực sự thì để một cái mối quan hệ mà nó bền vững thì mình cần phải xây dựng đối với em một mối quan hệ giống như trồng cây á dạ yeah. <laughs> xây nhà trồng cây xây nhà xây vườn nếu mà bỏ nước nhiều quá thì nó bị úng mà không bỏ thì nó bị khô, mà cứ ngồi nhìn nó hoài thì nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ các nếu mà Sonara nói về các bạn trẻ hay dùng từ là tình yêu toxic và tình yêu uh, tình yêu lành mạnh á, thì đối với yêu để mà mình đồng hành được với nhau lâu dài ngoài cái chuyện hợp hay không hợp thì mình còn phải phát triển cùng nhau, uh, mình phải cho nhau được một cái điểm an toàn chứ không phải là mình kiểm soát. Mình quan tâm người ta, nhưng mà không phải là mình kiểm soát người ta. À, giống như là bạn Gil mới hỏi một câu rất là hay. Thí dụ như uh, mình thấy em trai của mình chơi game quá nhiều mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày luôn. Xong mình lại đi nói là, ê, thấy chơi game hơi nhiều rồi nha nhưng mà nhìn ngược lại bản thân mình á mình mình làm công việc bây giờ mình cũng thức khuya dậy sớm tối mình cũng không còn thời gian mình phải ngồi coi phim rất là khuya rồi đôi lúc mình cũng phải đi giao tiếp bạn bè mình cũng có uống rượu này kia chẳng hạn thì tại sao người lớn cứ hay đi kiểm soát người nhỏ bạn cũng sống chưa chứ chắc là đã heo thì thì tại sao nói không không có việc cho tôi chơi game thì lúc đó ghi cũng có suy nghĩ gì đó và ghi cũng chỉ trả lời là thực ra cái chữ kiểm soát và cái sự kiểm soát và sự quan tâm á nó cách nhau một ít thôi mình kêu ê chơi game hơi nhiều rồi đó nha là thể hiện cái sự quan tâm là tôi có thấy hình như dạo này thấy em chơi game hơi nhiều em có gì để ý sức khỏe nhé chứ không phải là ê hơi, chơi game hơi nhiều đó cấm không có chơi nữa bỏ đi hoặc là chơi một ngày hai tiếng thôi tôi cho hai tiếng muốn làm cái gì làm cho hai tiếng đó là kiểm soát và tất cả những cái nhận định đó thường nó cách nhau một chút thôi quan tâm kiểm soát uh, an toàn hay là giới hạn nhau cùng nhau phát triển hay là ép buộc nhau phát triển theo hướng mà mình muốn nó là những cái mà mình phải dành thời gian để cùng ngồi xuống với nhau trò chuyện để mà nói chuyện với nhau à, và cứ nghĩ trong tình cảm đôi lúc nó cũng phải có sự thống nhất và cả hai bên chấp nhận đầu tư như kinh doanh vậy không phải một bên cứ kinh doanh sinh lợi rồi một bên lấy lợi không được vậy nó cũng không phải là một cái sự lâu dài bền bỉ được và mình phải cùng đóng góp vào để build up cái, cái cái doanh nghiệp này lớn lên kiểu vậy thì nó vẫn và người với người quan trọng nhất phải có sự tương tác ngoài về năng lượng về tâm hồn về cảm xúc và phải có lời nói nữa ừ. để mà người ta hiểu được tư duy của mình và họ hiện tại như thế nào để mà đồng ý với nhau hay không để mà cùng fix vấn đề với nhau hay không có thể mình để một cái ly ở đây có người nhìn từ góc này qua mình nhìn từ góc này qua chúng ta đều nghĩ chúng ta đang nhìn cùng một cái ly ok mình nhìn đây là cái ly nha thật ra cái tư duy của họ khác tư duy của mình khác mà nếu không nói mình không biết có thể bạn nó muốn chỉnh cái ly hướng này mình thì cứ để ở hướng này cũng được mà mình không nói thì theo lâu em nhìn em sẽ ngứa mắt đến một lúc mình sẽ kiểu không tôi muốn nó như thế này nó ủa tại sao trước giờ để như thế này vẫn được tại sao không nói ừ. đó nó sẽ thành ra vấn đề mâu thuẫn cho nên đối với như vẫn là sự tương tác tương tác thật sự như hai cá thể con người ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ không phải là ờ thôi vì người yêu của mình mình chiều sao cũng được thôi nương theo anh ấy một chút nương theo cô ấy một chút đi các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của tú có một cái mối quan hệ nào mà ghiêu vô tình gặp lại họ mà mình mình mỉm cười bởi vì mình thấy họ hạnh phúc sẽ có chứ nghĩ là sẽ có tại yêu mong họ hạnh phúc thật sự luôn em có một cái mối tình tụi em không đến được với nhau bởi vì một yếu tố nào đó và mình nhìn em em nhìn nhận ra được là cái yếu tố đó là nếu như tụi em đến với nhau thì nó sẽ không hạnh phúc dù là cả hai còn tình cảm với nhau nhưng sau khi một thời gian trôi qua em đi ngoài đường em gặp họ Họ gặp em và tụi em đều có trong một mối quan hệ khác, nhưng tụi em nhìn nhau và cái nụ cười đó em cảm thấy cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Hay dạ. Có nghĩa là cười mỉm với nhau theo kiểu là ờ oh, tôi thấy bạn hạnh phúc tôi cũng vui. Cái khoảnh khắc đó nó nó rất là đẹp. Cho nên mới thấy là trong tình cảm đó đâu phải lúc nào một người nào đó bước ra đời mình là cứ phải đau đớn có phải khó chịu cứ phải nghĩ về cái chuyện tha thứ cho người ta hay không đâu có những người xuất hiện trong cuộc sống mình á họ bước khi dù khi họ bước ra rồi họ vẫn để cho mình được những cái cảm xúc những cái khoảnh khắc rất đẹp mà quan trọng cái cách nhìn và mình cách mình trân trọng cái điều đó thôi và cho nên là nãy giờ mình nói về tình cảm mình nói về ký ức vì mình nói về tình cảm và ký ức cho nên mình có hơi thiên hướng về cảm xúc uh, nhiều và đôi lúc mình nói nghe chuyện tình yêu nghe cái cứ nó sẽ cứ mãi đổ vỡ thôi nó sẽ được một lúc thôi nhưng mà yêu nghĩ nó cũng chỉ là một góc nhìn nhỏ bởi vì hôm nay chủ đề mình đang nói về kiếp thì ký ức là những chuyện đã qua còn chắc chắn tương lai sau khi mà có những cái những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm nó và những cái điều mà mình đã biết học và biết viết trân trọng điều gì biết nắm nắm giữ điều gì buông bỏ điều gì thì yêu nghĩ là trong tương lai tịch, mọi chuyện về chuyện cảm xúc tình yêu nó sẽ thay đổi còn còn nhiều cung hướng cung bậc khác nhau nữa đúng không đúng <cười> 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 thì sao người nhìn không không thì tự nhiên bây giờ mình nhắc lại cái đó đó cũng là một chuyện tự nhiên mình nhắc về cái người đó như em tại sao em ngồi cười là em đang nhớ ờ tự nhiên nó lại mình nhắc về họ cái xong rồi có những cái ký ức nó hiện về ở trong cái cái tâm hồn của em bây giờ và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà em thấy họ hạnh phúc dù là lúc ra đi với nhau cũng nặng nề lắm cũng choảng nhau tùm lum cũng giận nhau một thời gian xong rồi nhưng mà rõ ràng là khi họ ở bên mình á những cái ký ức tốt đẹp của họ để lại cho mình quá nhiều cho nên mình luôn cảm thấy là mình mong muốn họ hạnh phúc còn những người mà kiểu nó không nặng lòng lắm thì Kệ nó <laughs> nhưng mà thấy những người mà mình thật tâm là mình yêu họ bởi vì họ tốt đẹp với mình họ đối xử với mình khi họ mình mình quá tốt thì mình sẽ luôn mong cầu những cái gì đi, điều gì đó tốt đẹp nhất đến với họ thế nào cứ nghĩ tới điều đó xong người là lưng lên cảm xúc à ừ, nói gì em em khó nói lắm thì em nghĩ là sẽ có một vài người đã có trải nghiệm cái kinh nghiệm trải qua như em họ sẽ hiểu được những cái mà em nói thường thường trong phim nó cũng có mấy cảnh đó đó kiểu như sau này thấy em dắt con đi bên một người khác rồi mình thấy người đó dắt con đi bên một người khác nhưng mà nhưng mà là hạnh phúc chứ không phải là tiếc nuối đúng không đúng rồi là ừ. hạnh phúc chứ không có tiếc bởi vì lúc hai người ở bên cạnh nhau đã chia sẻ về cái nỗi niềm mong muốn cái sự hạnh phúc ừ. như thế nào cho nên chúng ta cảm và hiểu được cái cái điều đấy và khi thấy người ta đạt được cái điều đấy dù không phải là với mình á. mà thật sự nó lại là một cái mối quan hệ trân trọng và yêu thương như vậy rồi thì mình sẽ cảm thấy như người thân của mình được hạnh phúc vậy á Vậy thì để kết thúc lại cái tập này khi mà nói, chúng ta nói rộng hơn khá là nhiều. Đầu tiên là khi mà mời Gil thì em chỉ nói là chỉ muốn chia sẻ về những ký ức cũ. Nhưng mà khi ngồi chung thì tự nhiên mình cảm thấy đây là một cái người mà mình đồng điệu để mình có thể chia sẻ nhiều hơn về góc nhìn về tình yêu. Thì để kết thúc cái tập này thì Gil có những cái lời gì nhắn gửi cho các bạn hoặc là chia sẻ với các bạn khi mà nói về những ký ức cũ, những cái chuyện đã qua hoặc là tình yêu trong hiện tại. Về cảm xúc và suy nghĩ thì thật ra trong xuyên suốt tập ngày hôm nay thì Gil và Tú cũng đã chia sẻ rất rất là nhiều về cái tư duy bản thân mình và cả sự trải nghiệm của bản thân mình rồi. Còn Gil nghĩ là nếu mà có sự đồng đều nhưng ngày hôm nay giữa ghi với tú à, và các bạn một bạn nào đó đang dây dứt về chuyện tình cảm hoặc cũng đã trải qua và đang nhìn lại và nghe lại được đâu đó những cái cảm xúc và câu chuyện của bản thân mình á, thì à, thì nó cũng sẽ là điều rất là tuyệt vời à, còn cá nhân mình thì mình vẫn đang trong một cái hành trình à, vẫn tiếp tục yêu thương vẫn tiếp tục trải nghiệm vẫn tiếp tục biết đâu lại phát triển bản thân và thay đổi tư duy trong tương lai ở một cái độ tuổi khác, sau 40 chẳng hạn, <laughs> bây giờ mới là trải nghiệm. Mới nhiệm. 31 <laughs> thôi mẹ. Ở 30, 31 mà mình ngồi mình trải nghiệm như, như, với tư duy này. Biết nhưng mà nhiều khi 40 mình lại bắt đầu mình ngồi nghĩ ừ 30 mình nói những cái câu rất tạ, là trẻ con. Uh, yeah, yeah, maybe. Tại làm thì không nha nhưng mà tại vì nó đang rất là real với mình bây giờ giờ biết đâu được tư duy mình thay đổi dù sao đi nữa thì cũng là chuyện uh, tương lai chỉ mong là ngày hôm nay cái buổi uh, trò chuyện này sẽ có một cái gì đó uh, đồng điệu và bạn nào đang tìm câu trả lời cho mình thì lại bất chợt nhận ra được điều gì đó cảm ra được điều gì đó để mà có thêm cái sự động lực trong cái uh, cái hành trình vượt qua những cái điều mất mát của mình trong tình cảm trong các mối quan hệ bây giờ uh, hoặc là các bạn nào đang trên hành trình nó thì các bạn thấy à mình cũng giống nhau mình cũng đúng hướng rồi thì mình tiếp tục lên cố lên thì yêu chỉ mong là tất cả mọi người sẽ uh, có được những cái trải nghiệm tuyệt vời trong tình yêu tuyệt vời thì không cũng có những cái trải nghiệm thật lòng thật sự để mà mình dù có bước xuống vùng vùng trũng hay là mình có được vui vẻ trên đỉnh tình cảm thì mình tất cả những cảm xúc đó đều là thật để mình mình có thể xây dựng được cái con người cái cá tính của mình một cách thật nhất và chúc cho các bạn sẽ không gặp phải những điều tồi tệ trong tình cảm bị lừa dối bị trap chẳng hạn không phải gặp thôi không nên gặp gặp em ít đấy. tôi <laughs> những cái câu chuyện hoặc là những cái góc nhìn về tình yêu của minh tú và gil cũng rất là khác nhau thì thực sự bà nói sẽ không có ai chỉ cho chúng ta yêu như thế nào là đúng mà mỗi người sinh ra mỗi cái cá tính mỗi hoàn cảnh Uh, mình cũng sẽ có những cái cách yêu nó khác nhau và chúng ta phải tự tìm ra cái cách yêu như thế nào để cái mối quan hệ đó của mình bền vững mình cũng không có cần phải là lắng nghe hoặc là đi follow theo cái cách yêu như này là đúng mà là mình phải tự tìm hiểu xem là cái người mà mình đang đồng hành cái cách tính họ như thế nào uh, cảm xúc mình như thế nào cái môi trường hai người quen nhau như thế nào để mình có thể đưa ra những cái cách yêu nó phù hợp với mình hơn à, quên nhau cũng vậy mọi người sẽ có một cái cách có người thì đi du lịch có người thì quen người mới có người thì uh, uh, đi về tìm một cái đức tin nào đó hoặc là những cái cách mà như là minh tú và Ghiu Lê để chia sẻ nếu các bạn cảm thấy uh, phù hợp các bạn cảm thấy đây cũng là một cái cách để mình có thể trải nghiệm mình có thể thử thì các bạn có thể sử dụng nó và nếu mà nó quốc với các bạn thì đó cũng là một cái điều mà Minh Tú và Lê sẽ cảm thấy rất là vui. Còn về trong tình yêu thì đó Minh Tú là một người rất là thẳng thắn, phải yêu đâm đầu một lần, phải biết đau một lần, phải bị tráp một lần thì mình mới biết được cảm giác bị tráp như thế nào. Thì một lần thôi. Thì một lần. Nhưng mà nếu như lần thứ ba mình vẫn bị là do mình, yeah, yeah, chứ dạ. mình không đổ thừa cho <laughs> người ta được. Là mình thích cái gu như vậy em cảm thấy như vậy em cảm thấy là như vậy á uh -huh. có những người thích drama cuộc sống mình phải drama lên một chút xíu em thấy là nhiều người nói là uh, tôi bị trap nhưng rõ ràng nếu như mình không mở cửa thì làm sao người ta trap mình mình không cho phép người ta trap mình đúng trừ khi lựa là thao túng tâm lý ấy. đúng cái gì cũng <laughs> sẽ phải là do mình hết mình cũng phải suy nghĩ, cân nhắc thật là kỹ trước khi mình bước vào một cái mối quan hệ. Mình đừng quá vội vàng để quyết định bất kỳ một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình. Để khi mà nếu cái điều không như ý nó xảy ra thì mình cũng sẽ không quá bị nặng nề, bị dày vò quá. Cảm ơn Gil đã dành thời gian để mà đến đây tham gia cái uh, podcast này cùng với em. Yeah. Uh, chúc cho Gil sẽ luôn vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc. À, cảm ơn em đã cho gil một lần ngồi để nói cũng là về chuyện uh, những ký ức tình cảm mà nó uh, cũng là một, một một lần để cho gil ngồi xuống gil nhìn nhận lại cái cảm xúc hiện tại của gil bây giờ như thế nào và cho gil nhận thấy là ở uh, mình cũng đang trộm vía trong một trạng thái rất là bình an và gil cảm thấy nhẹ nhàng vì điều đấy và cũng là cảm ơn em cho gil được lắng nghe câu chuyện những câu chuyện của em rất là nhiều bởi vì từ trước tới giờ dù có Gặp nhau nhiều, chơi với nhau nhiều Mà chưa bao giờ có dịp Để lắng nghe những câu chuyện này của của em à, Cảm ơn ekip chương trình Cảm ơn mọi người và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe uh, Câu chuyện của Gil và Tú ngày hôm nay Thank you Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi tập này Và hy vọng rằng những câu chuyện Mà Minh Tú cùng với Gil Lê uh, Chia sẻ từ đầu đến giờ sẽ là Một những cái bí kíp Hoặc là những cái uh, góc nhìn khác Để cho các bạn có thể uh, uh, Sử dụng hoặc là dùng nó trong cái cách yêu của mình. Minh Tú cũng xin chúc cho các bạn có thật là nhiều sức khỏe uh, hạnh phúc và sẽ có được những cái hành trang trong tình yêu nó đẹp nhất. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bà